Trân trọng kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ ba, 3 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay hay chính xác là tối ngày hôm qua, cả nước Mỹ chấn động sau khi báo mạng The Politico đã có được các bản thảo mà theo đó có từ tháng 2. Trong đó 9 vị thẩm phán tối cao Pháp viện đã bỏ phiếu 5-4 để mà hủy bỏ các phán quyết có từ năm 1973 liên quan đến vấn đề phá thai. Năm 1973, trong vụ án Roe v. Wade thì tối cao Pháp viện cho phép phụ nữ được quyền phá thai. Và năm 1994 thì người ta cũng đã đưa cái này ra tối cao Pháp viện một lần và tối cao Pháp viện vẫn đi án như vậy. Nhưng kỳ này với sự thay đổi của 3 thẩm phán trong đó mà do cựu Tổng thống Donald Trump đề cử thì cái phán quyết đó là 5-4, thì trong đó là 3 vị do ông Trump đề cử cùng với 2 người nữa, đó là thẩm phán Clarence Thomas và thẩm phán Samuel Alito, 5 người bỏ phiếu lật ngược kết quả này. Riêng thẩm phán John Roberts, chủ tịch tối cao viện, thì cùng với 3 thẩm phán cấp tiến bỏ phiếu chống. Đến tháng 6 này mới có kết quả chính thức, nhưng không biết là có thay đổi không, nhưng mà nhiều khi có thể đây là đã xong rồi. Và sáng ngày hôm nay thì ông John Roberts, chủ tịch tối cao viện, xác nhận đây là tài liệu đúng và ông ra lệnh yêu cầu điều tra cái chuyện này. Thì thưa quý vị, nó gây chấn động nước Mỹ là bởi vì sao? Chuyện này gần 50 năm qua không ai đụng đến, và các tiểu bang tùy theo tiểu bang, ở một số tiểu bang không thể cấm phá thai được bởi luật liên bang cho phép phá thai. Thì bây giờ nếu cái phán quyết này mà nó được giữ nguyên thì có nghĩa là tùy tiểu bang, có một số tiểu bang, tức là gì? Tối cao viện bảo không, chuyện tôi không có quyền xen vào chuyện này, chuyện này phải để cho quốc hội quyết định. Thì khi quốc hội quyết định thì quốc hội mà không dám làm cái gì đó, thì lại tùy các tiểu bang, 50 tiểu bang. Thì tiểu bang đã hiện nay có một số tiểu bang cấm phá thai, một số tiểu bang thì cho phép phá thai, vân 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 vân. Thì như vậy nó sẽ xảy ra tình trạng là những phụ nữ muốn phá thai phải đi qua tiểu bang khác. Và rồi nó cũng có thể xảy ra tình trạng là một số tiểu bang cấm phá thai, người ta sẽ cấm phụ nữ đi qua tiểu bang khác phá thai. Và cũng có tình trạng xảy ra là những cái tiểu bang khác cho phá thai nhưng lại không cho người khác vào nơi mình phá thai, bởi vì như vậy có thể là họ phải chịu cái chi phí phá thai đó, họ sẽ cấm không cho vào. Và cũng có thể xảy ra tình trạng là gì? Các cái gọi là doanh nghiệp mà kinh doanh về phá thai họ sẽ nở rộ tại các tiểu bang cho phép phá thai, ví dụ như California. Và lúc đó người ta sẽ nghĩa là hân hoan chào đón những người nào muốn phá thai cứ sang đây. Nó sẽ có nhiều cái hệ quả chúng ta chưa biết được sau này. Nhưng mà đó là cái tin mà chấn động sáng ngày hôm nay. Thì sau khi nghe được cái tin này thì bên phía Dân Chủ đã chỉ trích cái quyết định này. Nói chung về cái nội dung này, bà Nancy Pelosi là chủ tịch Hạ viện cũng như thượng nghị sĩ Chuck Schumer là trưởng khối đa số thượng viện đều đưa ra một tuyên bố chung lên án cái phán quyết này và nói rằng là tối cao Pháp viện đã tạo ra một cái mâu thuẫn lớn nhất trong cái vấn đề mà giới hạn quyền của phụ nữ trong 50 năm qua, không chỉ đối với phụ nữ mà đối với tất cả người dân Mỹ. Thì tất nhiên là bên Dân Chủ chỉ trích cái nội dung của cái phán quyết này nếu có. Về phía Đảng Cộng Hòa thì họ cũng lên án luôn, nhưng mà lên án ai là người đã để lộ hàng cái chuyện này ra. Đó. Và các thượng nghị sĩ Cộng Hòa, ví dụ như George Hawley của tiểu bang Missouri, tweet ra rằng đây là một cái sự tấn công đối với tòa án và nghĩa là vi phạm cái quyền bí mật, và có nghĩa là đang hăm dọa các vị thẩm phán tối cao Pháp viện. Ông thượng nghị sĩ Rick Scott của tiểu bang Florida cũng đồng ý, và ông nói cái sự mà lộ hàng này cho thấy phía bên Dân Chủ đang tìm cách dữ dội hơn để mà ảnh hưởng cũng như đe dọa tòa. Đây luôn luôn là kế hoạch của họ, nhưng mà những người này sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida cũng lên án cái việc mà lộ hàng này ra. Ông nói rằng đây là hành động đe dọa các cái cơ sở, các cái gọi là cơ cấu của chúng ta. Thượng nghị sĩ James Lankford của Oklahoma thì nói rằng không biết cái này có đúng hay không, nhưng đây rõ ràng là một cái sự mà tiết lộ có ý, cố tình, có ý. Thì như tôi nói là chủ tịch tối cao viện John Roberts đã xác nhận là thật rồi, thì không còn tranh cãi gì nữa. Và cũng trong ngày hôm nay thì thống đốc của tiểu bang Oklahoma, ông Kevin Stitt cũng đã ký ban hành một đạo luật cấm phá thai sau khi có thai 6 tuần lễ. Và những ai thấy những người nào phá thai có quyền kiện người đó, coi như là cái luật này ông Kevin Stitt ký nó gần tương đương với cái luật ở bên Texas trước đây mà gây tranh cãi, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Bên phía dân chủ có vẻ như người ta nghi là cái này bên dân chủ là tiết lộ ra, bên các thẩm phán cấp tiến tiết lộ ra để mà kích động cái cử tri dân chủ đi bầu vào tháng 11 này. Trong khi cái luật mà được ông thống đốc Kevin Stitt của Oklahoma ký thì của bên Cộng Hòa cũng có vẻ nhắm vào cái chuyện kích động cử tri Cộng Hòa ra đi bầu. Thì chưa biết ai bầu nhiều hơn ai, chúng ta đợi tháng 11 này sẽ như thế nào. Trở lại với thị trường lao động của Mỹ, thưa quý vị, lại một tin buồn lấy cho nước Mỹ. Tin vui mà lại tin buồn. Vui là nước Mỹ có nhiều việc làm, quá buồn là có nhiều người không chịu đi làm. Bộ Lao động sáng ngày hôm nay cho biết là trong tháng 3 có một con số kỷ lục 4,5 triệu người Mỹ bỏ việc. Tôi đang có việc làm nha, giờ chúng tôi không đi làm nữa. Đó, đây là con số gia tăng rất là nhanh và chưa từng có, đặc biệt trong lĩnh vực chuyên nghiệp và phục vụ doanh nghiệp cũng như trong lĩnh vực xây dựng. Đó, tức là gì? Những người làm việc chuyên môn họ cũng nghỉ bớt. Những người mà làm trong lĩnh vực kinh doanh, ví dụ như đứng bán hàng rồi mua hàng này kia, chuyển hàng, họ cũng nghỉ. Và đặc biệt nữa là cái gì? Trong cái lĩnh vực xây dựng. Bây giờ mua nhà, sửa nhà, thưa quý vị, kiếm thợ mà làm rất là khó. Có lẽ là những người này họ bảo thôi, cuộc đời chúng ta cũng chẳng bao lâu, thấy không? Đi làm rủi nó rớt này rớt đấy kia, chết là dính Covid-19, chết chín uổng mà thôi, tôi đủ tiền tôi nghỉ tôi đi chơi. Thì không biết là trong 21 ở cái ngành du lịch có gia tăng được hay không chúng ta chưa biết, nhưng mà nhiều người ta bỏ việc làm. Rồi cái con số như vậy là việc làm ở Mỹ mà bây giờ không có người làm nó tăng lên nó tới 11,5 triệu người. 11,5 triệu việc làm không có ai làm, thưa quý vị. Ước mơ các tổng thống là tạo ra việc làm, mà tổng thống rồi đang tạo việc làm mà không ai đi làm. Đó là vấn đề vấn nạn của nước Mỹ. Trở lại với cái vấn đề mà cuộc chiến ở bên Ukraine thì thưa quý vị, tin cho biết là Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm nay vừa có điện đàm với Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp. Và ông đã yêu cầu phương Tây gây áp lực với Kiev để ngưng những cái cuộc diệt chủng. Đó là theo lời bên phía Nga nói như thế. Không biết ai diệt chủng ai, nhưng mà bây giờ ông Putin lại đổ lại là bên Ukraine diệt chủng. Thì chúng ta cũng biết đây có lẽ là cuộc điện đàm lần thứ 19 hay 20 gì giữa ông Macron với lại ông Putin. Và đây là cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi ông Macron tái đắc cử tổng thống hôm 24 tháng 4. Thì ông Putin nói với Macron thế này: phía Tây có thể giúp chấm dứt tội phạm chiến tranh, những cái cuộc mà pháo kích hàng loạt vào các cái thị trấn và các khu dân cư ở tại vùng Donbass. Đó. Thì chúng ta biết là bây giờ như vậy là Donbass thực ra từ tháng 2014, khi mà Nga xâm lăng chiếm lấy bán đảo Crimea của Ukraine, thì họ đã phần nào kiểm soát vùng Donbass rồi. Thì bây giờ đó là họ nói rằng là bên phía Ukraine có pháo kích vào khu Donbass. Thì không biết là ai đúng ai sai, chúng ta chưa biết như thế nào. Nhưng mà đó là cái tố cáo của ông Vladimir Putin, Tổng thống của Nga, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan đến Nga thì thưa quý vị biết hôm trước là Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã cấm các đội tuyển nam của Nga về bóng đá tham gia các giải thế giới, giải châu Âu và các giải cúp, nói chung là tất tần dẹp. Thì ngày hôm nay FIFA lại cấm luôn các cầu thủ nữ của Nga không được tham dự giải vô địch thế giới nữ vào năm 2023, cũng không được tham gia tất cả các cuộc thi châu Âu và các cuộc thi ở tại các giải vô địch Champions League. Như vậy bắt đầu là đội nữ cũng giống đội nam rồi, thưa quý vị. Và họ bị cấm trong mùa bóng 2022-2023. Thì ngay lập tức bên phía Nga đã phản đối quyết định này. Đó. Bởi vì cái nhóm mà giải vô địch nữ thế giới đó thì đội Nga cũng là coi như đoạt được vé rồi, bây giờ coi như bị cấm không được chơi luôn. Đó. Vì lý do là các cầu thủ này không xâm lăng, nhưng mà chính quyền Nga do ông Putin đứng đầu lại xâm lăng Ukraine, thành ra bị cấm. Như vậy chung quy cả hai câu lạc bộ, các câu lạc bộ thì đúng hơn, nam và nữ của Nga đều không được tham dự các bữa tiệc bóng đá của thế giới, của châu Âu và những nơi khác. Đó là cái hành động mà FIFA đưa ra đáp ứng với cái chuyện mà ông Putin xâm lăng Ukraine. Thì đó là những cái tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình sau.